Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu bài luận tử vi tuổi Mậu Thân vào năm Tân Sửu 2021 nữ mạng sanh năm 1968. Mỗi độ Tết đến xuân về, người sanh năm 1968 lại muốn khám phá tử vi tuổi Mậu Thân vào năm Tân Sửu nữ mạng. Việc này giúp cho quý bạn nắm bắt được vận hạn trong năm mới Tân Sửu của mình. Đồng thời, đây cũng chính là một phần trong truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Mậu Thân nữ mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện, tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để được may mắn, hanh thông trong năm Tân Sửu 2021. Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng sanh năm 1968. Mậu Thân 54 tuổi nữ mạng, sanh từ ngày 30 tháng 1 năm 1968 đến ngày 16 tháng 2 năm 1969. Tướng tinh con lạc đà, con dòng Quỳnh Đế Quang Lộc. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân năm 2021 nữ mạng. Mạng Thổ gặp năm Thổ là tương trợ tốt, chủ về một năm có ít sự thay đổi. Sao Thủy Diệu tốt, hỷ sự, tài lộc. Hạn Toán Tận, trở ngại và vấp. Vận Niên Kê Hồi Viên tốt. Thiên Can Mậu gặp Tân, bình hòa, thuận thành. Địa Chi Thân gặp Sửu, bình hòa, thuận thành. Xuất hành ngày mùng 1 Tết. Từ 3 giờ đến 7 giờ sáng giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần và đi về hướng tây nam để đón hỷ thần. Luận tử vi tuổi Mậu Thân sanh năm 1968 nữ mạng vào năm Tân Sửu 2021. Sao chiếu mạng, sao thủy diệu hay còn gọi là thủy tinh. Sao thủy diệu thuộc ngũ hành thủy, chủ về hỷ sự, tài lộc tốt hay trong nhà có nhiều chuyện vui. Sau này tốt nhất cho người mệnh mộc, mệnh kim. Nữ mạng có phúc tinh này chiếu mệnh vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch thì phải chú ý chuyện thị phi, bị nói xấu, khẩu thuyệt, đàm tiếu hay mất mát tài sản. Thủy diệu ra rất muộn phiền, gia đình tan tác, rối ren không ngừng, tháng 4, tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại, lệ rưng chia lìa. Xem tử vi tuổi Mậu Thân vào năm 2021 nữ mạng về hạn tuổi. Hạn Toán Tận, tức là đại hạn. Toán Tận, họa gửi tai bay, văn thơ khẩu thiệt, tổn tài ốm đau. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Giải nghĩa, người gặp hạn Toán Tận trong năm 2021 không nên đi khai thác lâm sản. Chủ gặp tai nạn, chú ý đề phòng tai nạn xe cộ có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng, chớ vì tiền mà bỏ mạng. Hạn này khiến chủ mệnh, tiền bạc hao tán, đau ốm, bệnh tật. Luận tử vi tuổi Mậu Thân nữ mạng vào năm Tân Sửu 2021 về tứ trụ. Thiên sinh, địa sinh. Trong năm Tân Sửu, công việc kinh doanh, làm ăn của quý bà tuổi Mậu Thân không được thuận lợi, có phần thua thiệt. Tài lộc kém, cuộc sống không được suôn sẻ, gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, gia đạo có niềm vui về việc thêm người, thêm của hoặc có hỷ tính cưới sinh. Xem tử vi năm 2021 tuổi Mậu Thân nữ mạng về vận niên. Vận niên kê hồi viên, tức là gà được thả về vườn, báo hiệu một năm Tân Sửu 2021 thành công và no đủ. Chủ về có lộc quạnh phát,
người người được người khác biếu tặng, tặng tiền bạc, tài sản. Công việc làm ăn kinh doanh, buôn bán thuận lợi, tấn tới. Xin việc hay xuất hành đều được lợi. Chú ý tránh vùng sông nước, cầu phà, cho vay nợ khó đòi. Tốt nhất nên giúp đỡ, làm phúc, sống chân thành, trung thủy. Đề phòng chuyện khẩu thiệt hay bạn khác giới lợi dụng. Xem tử vi tuổi Mậu Thân nữ mạng vào năm 2021 về màu sắc hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Mậu Thân quý 3 nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu trắng chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng, suy nghĩ nhiều. Luận tử vi Mậu Thân vào năm 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm. Xem tử vi Mậu Thân nữ mạng năm 2021 tại cung Tiểu Vận có các sao cố định, tử, trực, phù. Bộ sao này chủ về sức khỏe của quý bà kém, thường bị đau ốm, bệnh tật, lâu ngày khó khỏi. Tử vi Mậu Thân vào năm 2021 tại cung Xung Chiếu có các sao: Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức, Mộc Dục, Tử Phủ, Đại Hao. Quý bà tuổi Mậu Thân ra ngoài có lộc về đường ăn uống, tuy nhiên cũng cần cẩn trọng về đường tiêu hóa. Ngoài ra, trong năm này quý bà được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thuận lợi. Mậu Thân vào năm 2021 tại cung Nhị Hợp có các sao: Thái Tuế, Tướng Quân, Mậu. Ý nghĩa của bộ sao này là công việc làm ăn có cơ hội mở mang, đi lại di chuyển nhiều. Tại cung Tam Hợp có các sao: Thiếu Âm, Hỷ Thần, Thiên La, Dưỡng, Tuần, Triệt, Long Đức, Thiên Hỷ, Đà La, Lâm Quan. Gia đạo có tin vui, tuy nhiên công việc làm ăn của các thành viên trong gia đạo lưu tâm có thể gặp khó khăn. Kết luận: tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, vào năm 2021 nữ mạng thì quý bà có sức khỏe không tốt, bệnh tật ốm đau thường lâu khỏi, công việc kinh doanh có cơ hội mở mang thêm nhưng không giúp mang lại nhiều tài lộc như dự định. Còn về gia đạo thì có tin vui về thêm người, thêm của. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng về năm Tân Sửu 2021. Về phương diện công việc, gia đạo. Công việc ngoại giao của quý bà tuổi Mậu Thân trong năm Tân Sửu không tốt, quý bà có thể phải xuất hành di chuyển đi xa, gặp nhiều bất lợi, trở ngại và khó khăn không lường trước được. Về phương diện tài chính, năm nay quý bà có lộc về tiền bạc, chủ yếu là do con cháu trong nhà biếu tặng, hoặc quý bà khi ra ngoài được người giúp đỡ nên làm việc gì cũng thuận lợi và thu được tài lộc dồi dào. Còn về phương diện gia đạo, gia đạo người sinh năm 1968 Mậu Thân quý bà gặp nhiều may mắn. Đó có thể là đón được nhiều tin vui về hỷ tính cưới sinh, hoặc tin vui về thêm người, thêm của, thêm con, thêm cháu. Còn về phương diện sức khỏe, quý bà tuổi này trong năm Tân Sửu cần lưu tâm đến các bệnh về tuổi già hoặc liên quan đến các vấn đề chân tay. Phương pháp giải hạn tử vi Mậu Thân nữ mạng vào năm 2021. Cúng sao giải hạn sao Thủy Diệu. Tuổi Mậu Thân nữ mạng vào năm 2021 gặp Thủy Diệu chiếu mạng. Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi tháng hay vào tháng kỵ tuổi là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Cúng vào ngày 21 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ. Thắp 7 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy đen và ghi: Bắc Phương Nhâm Quý, Thủy Đức Tinh Quân. Rồi khấn: Cung thỉnh Thiên Đình, Thủy Đức Kim Nữ Cung Đại Thánh, Bắc Phương Nhâm Quý, Thủy Đức Thủy Diệu Tinh Quân Vị Tiên. Thủy Diệu sao ấy chẳng hay, 21 nhằm ngày ta cúng để xuôi,
tháng 4, tháng 8 ngậm ngùi, đèn thời bảy ngọn, bắc phương cúng rài. Giải hạn nữ mậu thân sinh năm 1968, vào năm Tân Sửu 2021. Tuổi hợp. Những người có năm sinh năm 1982 và tuổi sinh năm 1975 rất hợp tuổi với quý bà sinh năm 1968 mậu thân. Đây là hai tuổi có thể đem lại nhiều tốt lành và vận may cho quý bà. Tuổi kỵ. Những người sinh năm 1971 và tuổi sinh năm 1992 đặc biệt khắc kỵ với tuổi mậu thân của quý bà khi kết hợp với tuổi khắc kỵ quý bà chỉ thu về muộn phiền và lo lắng. Luận tháng tốt, tháng xấu trong năm Tân Sửu 2021. Tháng 6 là tháng 4 và tháng 8 âm lịch là tháng xấu nhất trong năm 2021 của quý bà mậu thân. Những tháng này có thể mang đến thị phi hoặc những chuyện buồn trong cuộc sống như gia đạo của quý bà. Tháng tốt là tháng 1 và tháng 7 âm lịch là hai tháng tốt nhất trong năm Tân Sửu của quý bà. Đối với các tháng tốt, quý bà có thể làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt đẹp và đạt được kỳ vọng. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi mậu thân vào năm Tân Sửu 2021 nữ mạng theo từng tháng. Vào mùa xuân, tháng 1, đón xuân bên gia đình, quý bà gặp được nhiều tốt đẹp cũng như may mắn trong công việc làm ăn trong tháng này. Tháng 2, được quý nhân hỗ trợ việc làm ăn nên mọi kế hoạch đều tiến triển rất tốt. Tuy nhiên, sức khỏe của quý bà kém, nhất là bệnh liên quan đến khí huyết. Tháng 3, tháng này, quý bà có nhiều tin vui đưa tới. Tuy nhiên, khi làm bất cứ việc gì, quý bà cũng nên cẩn trọng vì có thể có chuyện không may, khó lường trước. Vào mùa hạ, tháng 4, công việc làm ăn của quý bà trong tháng này có sự thay đổi. Tốt nhất quý bà tuổi mậu thân nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh vạ thân. Tháng 5, sức khỏe của quý bà sinh năm 1968 trong tháng này không được tốt, đặc biệt có các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tháng 6, đây là tháng không tốt đối với quý bà. Có thể là những chuyện không vui trong nhà hoặc mất mát của cải hay tiền bạc. Vào mùa thu, tháng 7, được hưởng âm phúc tổ tiên phù trợ, quý bà làm việc gì trong tháng 7 cũng đều được thuận lợi và may mắn. Dù gặp hung sẽ hóa cát, nhiều chuyện vui trong gia đạo. Tháng 8, sức khỏe của quý bà trong tháng 8 không được tốt, chủ yếu các bệnh về máu huyết hoặc bị con vật cắn đá. Tháng 9, nhờ quý nhân phù trợ, quý bà gặp nhiều may mắn trong công việc trong tháng này. Tuy nhiên, quý bà cần lưu tâm đến các vấn đề liên quan đến chân tay. Và vào mùa đông, tháng 10, được quý nhân hỗ trợ các công việc nên sớm đạt được nhiều kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, luôn có kẻ tiểu nhân rình rập phá hoại quý bà nên cẩn thận. Tháng 10, đây là tháng đường tiêu hóa của tuổi mậu thân, quý bà không được tốt. Bên cạnh đó, còn có hạn về giao kéo. Tháng 12, tháng cuối của năm, mọi công việc kinh doanh làm ăn của quý bà cũng như các thành viên trong gia đạo diễn ra bình thường, tuy nhiên chú ý có thể vướng phải cửa quan. Phần tử vi tuổi mậu thân vào năm 2021 nữ mạng đã giúp cho quý bà nắm bắt tất cả những điều tốt xấu trong cuộc sống. Hy vọng và quy đèo này, chúng tôi có thể giúp quý bà định hướng được kế hoạch của mình trong năm tới để xây dựng cuộc sống bình an và hạnh phúc. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi mậu thân sinh năm 1968 nữ mạng vào năm Tân Sửu 2021 chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem.
Đồng thời, đừng quên đăng ký miễn phí kênh Vẫn Vào Tín Hiệu Chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé!